thưa cha mẹ, con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đường được mang. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Nhớ con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con sâu trọn đời. Con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con khắc
sâu trọn đời. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam
Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con.
cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăng tang sầu heo hắt, bỗng một ngày khăng tang che giấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăng tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Đâu cũng được. Nghe Tùng hãy đúng mình quay cho Tùng. Không có Tùng, quẹo chạy đi. Nhưng mà giờ tới Tùng nói hỏi người ta được. Ở riêng nó sống quẳng cỏ, quẳng cỏ, cặp bên hông nhà, vậy thẳng quại luôn hả Tùng? Không tới cầu rồi, qua cầu rồi, nó chạy qua cầu đường qua. Chân này nó khó. Chưa hỏi thì bấm nút thôi. Tiền
Chiều tỉnh trong linh dĩ đăng ăn tò giáo hạ hậu thái tình chân ngôn cảnh dương trì tổ minh. Nam mô đát ta nam tam hiệu tam bồ đề chủ chi nam đát địa ca tha an kiết lệ chủ lệ cho ta tam hoa cung. Nam mô bát tà ca tha a tam bạc a tam bạc a hầu một bánh trong linh xa chơi năm canh trường mộng cảnh lá nổi tâm tình đoạn mái dương kia lại qua trường sông mai cánh địa tuy mọi người đại diện ở giữa quỳ để làm ba tỏ nỗi niềm nhớ tưởng chẳng ma nhân thọ hưởng chúng ta chiêu lòng thành cam lo thị chân ngôn nam mô vô đô bà gia nam mô tổ đô bà gia thượng cơ mây ban chủ bằng tâm lễ nhị do bái linh trăm trăm cần thế dễ hai đâu nội phước mà lường tác ta phương phủ tiền bạc có ai biết tâm ma chìm có cứu dân lời Phật dạy muốn ma cho chùa thoát phải nhờ phước lực mới nên dìa dậy hôm nay nhớ tâm lễ cung tưởng niệm gia đàm nam mô tổ rô bà gia tham hiến tổ ơi để hồi hương đến tây phương Phật quốc chúc cho mong có tình yêu mộng trường phát yên mai con cho cô đồ trước Phật chiếu đông để tha dạng để
Thank you.
tây, chiếc hoa hoa đồ đồ tây đồ càng tây, thanh thanh kinh kinh phân ư, xin đời đời bằng bằng và chào phong ư và kinh 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 chào nhớ. Yeah. Địa phương sở tại nơi đây và kính thưa gia đình tâm hiến và nội bộ thân mến trong gia đình và kính thưa quý bà con cô bác có mặt buổi sáng hôm nay chỉ vài giây phút nữa thôi là chúng ta sẽ đưa tiễn cha của chúng con là ông Trần Văn Đạt đã được chọn vào lúc 10:20 ngày 23/1/2019 nhằm ngày 18/12 năm Mậu Tuất Vương Thọ 77 tuổi. Ông bậc cô bác, người ta từng nói câu biển rộng mênh mông không đông đầy tình bè, mây trời rộng lòng không phù kinh kinh công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, chút tròn chữ hiếu mới là đạo con, sanh kiến tự quy, sinh đi tự biệt. Hôm nay cha của chúng con đạo bước đi. Đi lại đến trần gian giờ phải xa chồng các cô các cháu phải bất đi một người ông và một người cha chăn bên tay mặt cơ sở may mắn chủ chạy lòng vòng toàn thể anh em chúng con hôm nay đến đây xin hát một lớp tín đồ về những người con hiếu thảo để chấp lát nữa đây đưa linh cụ cha con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, hôm nay Thanh Hồng và Phượng Thanh được sự chỉ đạo của chạy hội Ngọc đến đây hát một lớp chính độ, đứa con bỏ hiếu hát theo loại hình cải lương pha hồ hoàng. Trước khi trình diễn, Thanh Hồng và Phượng Thanh và toàn thể anh em nhạc công và đạo tiền và đội kèn tây xin thay mặt chủ chạy hội Ngọc cầu chúc cho gia chủ và quý bà cô bác có mặt buổi sáng hôm nay được 14 chữ vàng rất là tốt đẹp, đa tài đa lộc đa phú quý, đất thời đất thế đất nhân tâm và được giàu sang phú quý, mằng ruộng chung ruộng, mằng rẫy chung rẫy, nuôi trồng thị sản được chung mùa và được an khang thịnh vượng. Và chúng con quên cầu chúc cho bốn bà sĩ nông công thương, sĩ quan tướng thân quyền tiến chức, nông nghiệp gia trụ đẩy chúng mùa, ngành thương mại mua mai bán đất, trong năm còn diện cách vì nợ nước diện chúng ta, cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, mưa an gió bất, nhà nhà được yên vui. Và giờ đây tới bà cơ sở mai ta chủ trì hồng ngọc lớp tiếp trò thank you.
Rồi sao đó? Cha ta lắm trọng bệnh. Rồi sao đó thế nào? Chết rồi
Thank you.
Yeah.
quỳ xuống đây để đền ơn đáp nghĩa ông bà cô bác đã đến ở nơi đây có lòng đưa tiễn cha hiền. Cha chúng con, ta mong cho chúng con không bao giờ quên rồi. Dạ nếu như tan gia trong lúc bối rối thì sai số, để chúng con xin quy lại. Và chương trình lễ báo hiếu đến đây đã chấm dứt. Giờ đến lễ phá hoa đồng quan, chúng tôi sẽ bắt đầu. Xin gia đình ta quyến hãy nhờ trong thấp nhang. Thank you.
tóc nha.